Em chơi gì đấy? Em đi đi đâu? Em đi đi. Em đi đi. Mà mua mới con này. Nghe cậu cái. Nè. Em chịu đây. Em chịu mà coi thử đó. Này sẽ cắt mặt phá đi con. Ê, quần áo của Bibi đây. Đây, quần áo Bibi đây này. Wow. 1 bộ này, 2 bộ này, 3 bộ này, 4 bộ này, 5 bộ này, 6 bộ này. Thấy chưa? Đấy, thấy nha. Thấy nhiều luôn. Đang bắt thử cái này. Ủa, cái quần đâu? Cái này là bộ quần áo đầu bếp này. Đây đi đi là bộ quần áo đầu bếp đây. Ôi, vừa ba con ơi. Vừa luôn à. Đầu bếp. Ui, đầu bộ bếp. Quần áo đầu bếp này. Wow. Đây, bộ quần áo đầu bếp nhá. Đi được một nào nè. Đi chọn 1 2, 3, 4, 5 nào. Đi. Đi ra bộ nào nào. Bộ nào nào. Đi nào bộ nào nào. Bộ nào. Nào. Đầu bếp. Bộ đầu bếp. Đi chọn đầu bếp à. Đầu bếp. Gặp lại cho ba ngâm lên. Thích đồ đầu bếp nào, mặc bộ đầu bếp nào. Nào, gấm được vào đầu bếp nào. Cái mũ thật là đẹp. Dễ thương nhỉ. Cực kỳ đáng yêu. Quay thêm cái mũ. Chứ mà, vải cái dây này nó hơi dài đấy con. Nhưng mà cái nó càng đẹp. Ừ, nhưng mà để không trong mình mặc áo ngoài nữa. Đi có bộ đầu bếp nhá. Đi nào, đi nào. 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 Đi nào, bộ nào đẹp chứ?
Thank you.